Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Hồ Ngọc Hà được Kim Lý đưa đi du lịch trước khi hạ sinh cặp song thai. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Hương Ga đã chia sẻ khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà nằm ngủ trên giường khi đang đi du lịch và có cả su beo. Từ khi mang bầu đến nay, Hồ Ngọc Hà có lẽ chính là một bà bầu được quan tâm nhất trong showbiz Việt. Dù khán giả và bạn bè đều biết người đẹp đã có tin vui cùng Kim Lý nhưng chưa bao giờ cặp đôi lên tiếng xác nhận. Sau thời gian tập trung vào dự án âm nhạc, nữ ca sĩ đã thông báo tạm dừng một thời gian để làm việc trọng đại. Chỉ qua cách nói úp mở, nhưng người hâm mộ cũng đoán được giọng ca sinh năm 1984 nghỉ ngơi để hạ sinh. Hiện cô đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ và thường xuyên gặp gỡ đi chơi, được bạn trai đưa đi du lịch khắp mọi nơi. Mới đây, trên trang cá nhân Kim Lý chia sẻ đoạn clip ngắn quay tất cả không gian trong phòng khách sạn khi đi du lịch cùng Hồ Ngọc Hà và Su Beo. Điều đáng chú ý, giọng ca tội lỗi đang nằm nghỉ ngơi trên giường nhưng cô lại khéo léo lấy gói che đi bụng bầu của mình. Còn về nhóc tì nhí nhố khi thấy nam diễn viên cầm điện thoại thì làm trò. Có thể thấy, trong suốt thời kỳ mang thai, nữ ca sĩ đã được gia đình và bạn trai Kim Lý luôn chăm sóc chu đáo. Không chỉ trong việc ăn uống mà còn đưa người đẹp đi du lịch nghỉ dưỡng có sức khỏe tốt và tâm trạng thoải mái để vượt cạn. Giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ chia sẻ, mỗi năm ít nhất một lần cả gia đình phải về quê để tận hưởng, vì ở đó vẫn còn một nửa bình yên và một nửa còn lại đã kịp nhộn nhịp phố xá, vì ở đó có gia đình họ hàng. Vừa qua, trên story Instagram cá nhân, giọng ca đầu hàng đã chính thức khoe với khán giả một góc trong căn biệt thự đang được xây dựng. Người đẹp còn bày tỏ sốt ruột và mong căn nhà sẽ nhanh chóng hoàn thiện. Bà mẹ một con chia sẻ, chỉ mong xong cho nhanh nào, cô đăng ảnh một góc cầu thang nhưng cũng cho thấy căn nhà tương lai của cặp đôi có thiết kế hiện đại, hoành tráng không kém ai. Nhiều người cho rằng đây chính là ngôi nhà mới mà nữ hoàng giải trí đang chuẩn bị cho hai thiên thần nhí sẽ chào đời trong thời gian tới. Hồ Ngọc Hà hiện đang mang thai những tháng cuối, người hâm mộ hy vọng cô và Kim Lý sớm tổ chức đám cưới. Bạn gái nam diễn viên Hương Ga vẫn được khen ngợi vì nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ dù thai nghén vất vả hơn bình thường. Hy vọng thời gian tới mẹ Su Beo sẽ có nhiều sức khỏe để vượt cạn thành công với hai em bé song sinh.